quan điểm anh thế nào về việc Bộ Ngoại giao bỏ môn lịch sử và địa lý lớp 10 mới bỏ, mày ở lớp nhỏ không rồi, tao coi rồi, mày đừng có xạo xạo, mày đặt cái tựa vô mày gài cái gì. Địa lý hay vật lý? Địa lý, vật lý luôn. Ủa, vật lý, địa lý, vật lý luôn, rồi lịch sử luôn. Thì giờ lớp 10 mới bỏ đúng không? Lớp 9 học đủ kiến thức rồi, chịu chưa? Không đủ vô coi đi live stream Duy Nguyễn cập nhật chứ, thế thôi, ý kiến coi gì. Giờ chuyện bộ giáo dục người ta đưa ra không lẽ giờ ngồi đó đam, tất nhiên các bạn có quyền đam. Tất nhiên ở đây là ý kiến của mọi người, tại sao không được hết đó. Nhưng mà theo mình đọc báo á thì mà tới lớp 10 mới bỏ nha. Vậy thì có hai vấn đề, tới lớp 10, lớp 9 dạy xong rồi, hết, được. Đó, rồi xong rồi tới cái gì nữa ta? Rồi không biết thì lên mạng học, hoặc là mua sách về đọc. Nhưng mà đâu phải có mấy môn đó không đâu, nhiều môn mày. Mà môn vật lý bỏ mới quê chứ. Môn vật lý bỏ mới, như anh nói, môn vật lý nó bỏ rồi, hay bỏ thêm môn gì nữa nè. Hóa học nữa. Bỏ nhiều lắm. Nói chung là giữ là như là có môn toán ngoại ngữ với môn văn là ba môn chính. Với cái môn gì mà hướng nghiệp gì nữa. Môn hướng nghiệp với môn gì, hình như môn pháp luật đại cương cũng bỏ luôn. Cái cú này bỏ nhiều môn lắm quý vị. Đâu bỏ đâu anh, chỉ là chọn khối thích xã hội thì học khối tự nhiên thôi anh. Thì cái đó là bỏ ra khỏi môn chính thức. Còn mày còn thằng kia nó không chọn luôn làm gì nó. Không. Tức là những cái môn chính là những môn khung giữ lại. Rồi mấy cái môn còn lại tự chọn, muốn chọn gì đó chọn. Mà không biết là ví dụ không chọn có vì sao không. Thí dụ giờ ví dụ như quy định là chọn 3 môn, yếu chọn nào hết. Được không mấy em? Được không? Được không? Chọn 3 môn thôi, yếu chọn nào. Học môn chính thôi. Bộ giáo dục cải cách cho một thời đồng đất hả? Cái chuyện đó để từ từ đi. Để nhiều khi giờ lên báo chí vậy, nhiều khi không có phản ánh phản ít gì đó, bộ giáo dục ta thay đổi gì đó, chị nó không biết. Giờ tôi hết học rồi, tôi không quan tâm đâu ông ơi, mệt quá. Bây giờ ông nghe, ông đang đọc bài báo chưa? Bài báo nội dung là chạy cái gì? Bỏ tiền cho con học trường tư để mua sự an tâm. Nhưng mà tao thấy đúng. Quan điểm anh thấy điều đó rất đúng. Em không thấy vậy. Ít ra đó, bây giờ ví dụ như em vô trường tư em học đi. Giáo viên không có bổ lấu với phụ huynh nha. Điều đó chắc chắn. Đi họp phụ huynh này nọ kia, người ta nói chuyện rất là khiêm nhường và đàng hoàng. Còn khi mà đi vô một số trường công có một giáo viên cái kiểu hạch họa. Cái kiểu bổ lấu, rất là bổ lấu với phụ huynh. Đó, cái đó là rõ ràng. Nên bây giờ xã hội nó phát triển rồi. Nó không phải như 20 năm về trước. Nên bây giờ bạn thấy đa số nhà giàu trường tư không? Khỏi ý kiến, khỏi ý cò, khỏi nhức đầu. Với lại em thấy là học trường tư, cho con học trường tư, ví dụ như lên cấp 3 là nó cũng không có gây áp lực cho tụi trẻ khi mà nó phải học quá nhiều để đi thi chuyển cấp. Thì rõ ràng cái đó là những cái trường công á, học phí thì ít. Cái chuyện đó đương nhiên. Nhưng mà đổi lại mấy cái kia áp lực lắm. Tao nói tiền nào của nó. Xã hội giờ nó vậy á, bạn muốn tao nói sao? Nếu mà các bạn, tôi thiệt á, các bạn có tiền và các bạn có tầm nhìn, các bạn cho học trường tư bạ rồi. Chứ bạn ngồi đó chạy trường cái chuyện nó hoài luôn á. Xong rồi từ hiệu trưởng tới bảo vệ. Vấn đề. Hiệu trưởng giống như vua vậy đó. Suốt bao nhiêu thế hệ. Còn giờ học trường tư á, cấp cần biết hiệu trưởng là ai. Hiệu trưởng không ổn, quốc hiệu trưởng luôn. Nó tạo cho một cái sự trách nhiệm và một cái sự sòng phẳng trong giao dịch. Nó đi học hành bây giờ á là không lụy thầy cô. Mà là cái gì? Giao dịch mua và bán. Cô cần học sinh để cô sống. Học sinh cần cô để có kiến thức. Ngược bên nào làm sai, bên đó chịu trách nhiệm. Vậy thôi. Đó là sòng phẳng. Rõ ràng. Nó triết học nói là đi cũng nói rất rõ rồi. Nha. Đời người không ai tắm trong hai lần trên dòng sông. Một cái dòng sông thì nước luôn chảy. Thích ứng nó tồn tại, không thích ứng nó bị đào thải. Thế thôi. Em lúc trước toàn trốn học đi chơi, thằng bạn em nó giỏi nhất lớp mà em bây giờ nó làm sếp lương gấp 3 lần nó. Kệ mày. Em lúc trước toàn trốn học đi chơi, thằng bạn em học giỏi nhất lớp, giờ mà em làm sếp nó lương gấp 3 lần nó, nhưng quan trọng nó có nể mày không? Hay nhiều khi mày con ông cháu cha ba cho mày ngồi sao chứ mày ngu. Khoe cái gì này kỵ trời, này hơi bị niễn nha các bạn. Này hơi bị niễn chứ hơi bị nổ nữa. Con em hả, chuẩn bị vô lớp 1 này anh. Cho vô win học hệ nâng cao luôn. Một năm chưa tới 100 củ. Dữ. Rẻ mà, năm chưa tới 100 củ rẻ rồi em. Rồi xong rồi cho nó vô win university luôn nha. Đi đúng hướng nha má. Chứ đã đời không, cho con vô đó học, cuối cùng cho đi du học thấy cũng hơi bị lạc đường á. Tư duy sư học, tư là ngu, do rớt công nên bỏ tư, anh Duy nghĩ gì? Nói phải nói cho nó rõ ràng, đại học tư hồi xưa nó điểm rất là thấp. Thì cái đó ngu thiệt. Không. Còn giờ tư như rờ mít thì nó khác. Bỏ qua vụ cái vụ rờ mít hiện tại nó đang có cái phốt bỏ nha.
đó, cái vụ đó đó anh nói bình thường à. Cái chuyện mà quấy rối tình dục nữ sinh nó thiệt, cái trường nào nó cũng có thôi đó, anh nói bình thường, anh không giờ ý kiến hết á. Quan trọng á là người trong cuộc phải hiểu người trong chuyện trong kẹt, ông bị quấy rối ông cảm thấy sướng thì ông ôi, mà ông cảm thấy bực mình thì ông dứt nó đi. Kiện tới luôn. Vậy thì định nghĩa thế nào quấy rối tình dục, tức là lúc nào cũng nói chuyện về tình dục trong khi đối phương người ta không thích nghe. Gọi là ông có những hành động khiếm nhã mà đối phương người ta không sướng. Đó khi đó quấy rối tình dục. Vậy thì đó là chuyện của hai bên. Chứ đối với anh nó không có là vấn nạn của giáo dục gì chứ, nó đừng có dùng chữ đó ghê quá, nâng cao quan điểm. Bên Mỹ nó cũng đầy kìa. Nhẹ thì sờ mó, nặng thì gạ. Nhưng mà vấn đề á là tụi nó không tự nguyện là quất. Quất là gì, là kiện đó. Còn tụi nó tự nguyện thôi, cái đó lớn hết rồi. Duy nói vậy thôi, không phải là cổ suý nha mọi người. Tôi Duy á thì không bao giờ Duy nâng cao quan điểm cho bất cứ chuyện gì. Win là trường tư hả anh? Trường tư em. Cái vụ học mấy trường quốc tế Việt Nam lợi hơn du học phải không anh? Làm sao? Quốc tế mà, nó còn nhỏ thì nó phải học quốc tế, chứ nó còn nhỏ nó du học nó mất tiếng Việt luôn hả mày? Rối loạn ngôn ngữ luôn. Đúng không? Nó còn nhỏ thì phải cho nó học quốc tế để chi? Nó hiểu hết về Việt Nam. Nó học hết kêu của Việt Nam xong rồi nó lớn đi du học rất là đẹp bài. Còn giờ nó nhỏ xíu rồi cho đi du học luôn, hay mất gốc. Bên Vin có hai hệ, hệ cơ bản và hệ nâng cao. Hệ cơ bản dạy y trường công ấy, còn hệ nâng cao dạy song ngữ. Thì dạy song ngữ thì cũng giống như trường quốc tế thôi, mà quan trọng là cái bộ khung giáo trình ở trong cái hệ song ngữ là cái gì. Nó có giảm tải gì không hay học như quá trời quá đất chết luôn. Trường quốc tế giáo viên 100% nước ngoài hay sao mấy bạn, tùy môn em. Ví dụ như môn lịch sử địa lý gì đó thì giáo viên Việt Nam chứ. Nói chung trường quốc tế tao rành lắm, nào muốn hỏi gì hỏi lẹ đi. Mẹ quốc tế phải có đít có đát nha. Học mấy cái trường ma ma đặt tên quốc tế vô ra nổ quốc tế chết luôn. Ai có tiền thì cho học trường quốc tế, không thì ráng mà thi vô trường công. Mắc nghe chữ thi thì mệt mày. Em thấy áp lực. Học học thôi thi gì. Tức là cái quyền đi học là quyền của mỗi người. Bất cứ một đứa trẻ nào sinh ra cũng có quyền phải được đi học. Thì nhà trường phải cho nó đi học thôi, nó đẻ ra đâu thì nó học ở đó. Trừ khi nào nó đi lệch tuyến thì nó mới phải. Nào sơ. Quốc tế mầm non uy tín tại thành phố Hồ Chí Minh tài chính 200 triệu một năm thì nên học trường nào anh Duy? 200 triệu một năm hả? 200 triệu một năm đi, nhà trẻ đi. Có mười mấy triệu một tháng đòi học quốc tế, nằm mơ hả con? Có mười mấy triệu một tháng đòi học quốc tế ông nội. Thôi đi ở nhà trẻ 4 triệu rồi xong rồi tiền còn phần lại mua sữa cho nó uống xong. Trời tôi vấn đề lắm, này tôi gạch lắm mà. Ê, giờ ta pha tới thằng kia uống em. Trường quốc tế theo giáo trình nước ngoài thì cái môn tư tưởng Marxin. Không, quốc tế, cái môn triết học tới đại học mới học. Mà tới đại học nó giọt mất tiêu rồi. Nó chẳng có không học được môn này đâu. Ủa mà giờ lớp 12 học hay gì phải không ta? Nhưng mà thường thường nó mà nghe nó học trường quốc tế tới năm lớp 9 nó giọt rồi. Là tới lớp 9 là nó giọt rồi, lớp 9 nó chắc là nó theo tôi là nó không có cơ hội học mấy môn này rồi. Nó phải vô thư viện của Mỹ nó nghiên cứu thôi. Nhớ bữa Việt Úc không giảm học phí đuổi học. Anh có làm video rồi. Đó là cú nó bổ láo. Cái cú đó là học online. Học online mà không giảm học phí cho người ta. Mà nói chung nó cũng hai vấn đề bạn. Thứ nhất á là hình như là cái đối tượng đó là nó học theo cái kiểu mà nó đóng tiền trước. Đâu nó đóng tiền trước nó bị dụ, nó tức. Tức là vô trong trường quốc tế có nhiều hình thức đóng tiền lắm mà. Bạn muốn đóng trước 1 năm thì rẻ hơn chút đỉnh, địch cao 20%, 10% rồi đi y với bán cá vậy đó. Còn ví dụ như nào chắc mặt bền đóng từng tháng, hoặc đóng từng học phần 3 tháng. Thì cái đối tượng đó là cái đối tượng đóng học phí cả năm rồi. Là tức là nó bị mất cục tiền rồi mà xong rồi tự nhiên dạy người ta online kiểu đó. Con thì nó ngu, tức là học online thì không thể nào mà nó giỏi được bằng học cái kia. Đó, rồi xong rồi mất công ăn giữ nó rùm la hết trơn, không bớt tiền, người ta điên lên. Người ta mới phản ánh. Mà mấy cú đi về đâu rồi. Nói chung mà trường nó chơi cú đó cũng không được đẹp lắm, thật mình thấy vậy á. Cái gì đó cái đó các bạn, chứ không phải mọi sự đều tốt đâu. Mọi sự đều tốt nếu bạn không khe tới tiền. Còn khi mà bạn khe tới tiền thì nó méo mó chút đỉnh rồi. Dạ chương trình em học thì lớp 10 kỳ học môn triết à. Ở đó mày học trường dưới quê kệ, không biết đang nói trường quốc tế à. Mầm non quốc tế 1 tháng bao nhiêu anh Duy? Mầm non quốc, nói chung á thì với em 200 triệu thì học mầm non được. Tức là được cái tiền học phí nè, được cái tiền đưa rước nè, được từng ăn nè. Còn ví dụ như những cái khoản khác thì chắc không được. Thì khoản khác ví dụ như đi mua sắm cho con nó, ai biết nó tính nó nói 200 triệu là tiền học không hay tiền nó nuôi con mày. Ví dụ như trường quốc tế người ta bao buổi trưa thôi chứ buổi sáng buổi tối mày tự ăn chứ. Trường quốc tế có cho đóng một cục 12 năm không anh? Không có khùng mà làm chuyện đó mày ơi. Mấy thằng hỏi chuyện này là mấy thằng không có tiền. Ví dụ mày có đóng gì không? Rồi mà trường nó có dám nhận gì không?
của con học ngu lớp luôn. Mà vô quốc tế dễ ra lớp, tại vì sao? Ta nói nhân chi sơ tính bổn thiện, không có thằng nào học lớp 1 mà ngu đâu bà ơi, đúng không? Nó chỉ sai đường nó mới ngu thôi. Nên tôi nói thiệt á, nhà nào có tiền mầm non gỡ quốc tế luôn. Mà muốn con mình dở hơi bị khó. Thí dụ như nó không giỏi bằng người ta thôi, nó không giỏi bằng mấy người bạn thôi, rồi nó ra đường nó vẫn là tinh anh. Mà đồng ý tôi không? Không có thằng nào mà nó ngu từ nhỏ đâu. Có ở nội chú bao ăn tối luôn anh ơi. Ôi kệ tiền mày đó, mày bỏ con mày luôn tao chịu rồi. Thôi nói chung thì tụi bay bình luận ghê quá, tụi bay bình luận cứ thích là ngồi vặn vẹ anh Duy Nguyễn mới chịu. Anh Duy Nguyễn vậy chỉ đừng đúng cho không nghe đâu. Mày cho con mày đi học hay mày bỏ con mày? Ừ, ăn tối bao đội chú rồi tới thứ bảy chủ nhật về cho chắc gặp mặt nó, chắc cho nó bú được hai lần miễn nó thương. À, cái vụ ngoài Bắc đang nổi gì kêu giờ dừng thi vì học kém đó anh. Thật ra vụ này thì anh đọc báo thôi, cũng chưa, anh cũng không có đọc cái chi tiết, anh không biết làm sao. Nhưng mà ví dụ như nó học kém nó thi cũng rớt thôi chứ có gì đâu căng cho ta. Hay là cái này nhạy cảm. Thí dụ như cấm thì nó phủ đó, sao tước đi cơ hội của nó. Nhưng mà thấy nó mày học kém thì cũng rớt thôi, tống tiền giấy nữa. Thì anh nói thật sự á, nhiều khi thấy sinh viên đi thi đại học đâu, toàn rớt không. Mẹ đi tốn biết nhiêu tiền của cha mẹ, được gì đâu. Nói ra nó thôi thôi, nó học cả đời, nó cho nó đi thi. Thi tốt nghiệp còn rớt lên rớt xuống đi thi đại học. Nói chung á thì xã hội mà, chuyện của người ta kệ người ta. Nhưng mà ví dụ như nếu mà bạn đứng góc độ quản lý á, thì bạn thấy có phải là thất thoát một lượng tiền rất lớn cho dù đó không? Vậy chưa kể đi mượn nợ nữa. Cái bộ hồ sơ nợ không năm mấy sáu chục ngàn thời của anh á. Ủa mà có ở đâu mà năm mấy sáu chục ngàn lệ phí gì trời, có mấy tờ giấy à? À tiền chắc tiền tổ chức thi. Cái tiền mướn giáo viên, mướn phòng, mướn quạt máy rồi này nọ, chắc tiền đó. À, mấy thằng nhóc học trường quốc tế đi ra nước ngoài nói tiếng Anh như người bản xứ, đúng là tiền nào của đó. Đúng luôn. Mà chắc chắn nói chuẩn hơn Mỹ Màu luôn. Mỹ Màu nói tiếng bồi, cỡ chị An Nhiên chịu sao nổi. Hiểu không? Thiệt chứ không phải giỡn. Nghe thì rất là thuyết phục anh. Nhưng mà anh nhất thiết phải lôi Mỹ Màu ra anh so sánh không anh? Thì anh lái vào chị An Nhiên rồi đó. Nghe nói bên Mỹ có luật học ngu là bị cấm thi. Đâu ra Mỹ đâu thi đại học đâu mày. Mỹ nộp hồ sơ xong phỏng vấn. Bên Mỹ học dốt vẫn được đi học college mà gì, chỉ cần mình có lịch sử đẹp thì đâu nói ai nói gì đâu. Nhưng mà tốt nghiệp được không là chuyện của mày, vẫn cho mày cơ hội học đóng tiền đầy đủ là ok. Chứ tao hỏi mày nghe nha, thí dụ giờ bên Mỹ nè, tao nói hẳn luôn, nhiều khi nói thì xui xui chứ ở Việt Nam đi qua Mỹ du học cũng có đóng đứa ngu. Nhưng mà nó là người Việt Nam mà nó ngu mà nó còn được cho học bên Mỹ nữa thì mày công dân Mỹ mày ngu thì mày bắt buộc phải được đi học thôi. Còn cái chuyện mà khi mà tụi em có tốt nghiệp nổi không đó là câu chuyện khác. Thí dụ người ta học 3 năm tốt nghiệp, em học 10 năm em tốt nghiệp cũng đã nghỉ luôn à. Không đủ điểm tốt nghiệp. Đã đi du học mà còn về Việt Nam làm việc thì có phải là người thất bại không anh? Mày làm 5 đô một tháng là người thành công nha. Còn làm 5 triệu một tháng là người thất bại. À, học phí bên Mỹ cao lắm không anh? Tầm 100k đô một năm không ạ? 100k đô một năm ai học mày? Quá đắt. Đối với Mỹ là 30, mà đối với mấy anh du học là 50. Một năm học phí 50k, đứa nào chăm chỉ đi làm thêm thì gia đình cũng chẳng tốn bao nhiêu anh nhỉ. Vậy nhà thu nhập bình thường vẫn dư khả năng đi học. Ủa nhà nó mạt tiệp nó đi học cũng được nữa, nó đi nó mượn nợ mắc nhiễm được. Thứ nhất là nó học khá khá là nó đã có học bổng rồi. Học bổng toàn phần là bán phần lại đi mượn nợ mày. Chính phủ Mỹ cho mượn để đi học rất là dễ dẹt luôn. Nói chung á là cái chuyện mà thứ nhất á là cái giáo dục và cái y tế bên Mỹ á thì nó đon khe rồi. Y tế với điều kiện phải có bảo hiểm nha. Chứ ông cãi ngang vô không có bảo hiểm là thôi, ông không bảo hiểm thôi đi khỏi Mỹ luôn đi, để cho Mỹ qua. Chứ bao nhiêu người Mỹ ta xếp hàng ở biên giới thì ta nói cho em qua đi, em hứa một bảo hiểm. Em không giống nó đâu. Ba mẹ đánh con thì nó gọi police tới hốt, không có chuyện thầy cô đánh thầy cô Mỹ đánh học sinh. Nói chung á, cái chuyện thầy cô Mỹ đánh học sinh có không em dám nói, nhưng mà đánh là sai. Thì nếu mà cái vụ đánh nó mà lộ ra thì chuẩn bị đi bóc lịch đi, đúng không quý vị? Cái sai luôn có, nhưng mà cái sai đó bị pháp luật trừng trị. Đó là xã hội thế thôi. Chứ giờ đâu có xã hội nào không có cái sai. Ví dụ giờ tự nhiên mẹ nó nhốt con gái trong hầm 16 năm, nó hiếp dâm, đẻ thằng đống cháu, thì cái đó là cái sai. Mà cái sai mà có người tố cáo thì nó bị hốt sớm, mà giờ để từ từ xã hội phanh phui ra thì thành tội ác. Nó vẫn bị trừng trị thôi. Trường học Mỹ bất ổn, Tiêu Đinh mang súng ống theo người, giờ khuyên mấy bạn đừng qua đó du học. Một thằng nhà nghèo ý kiến. Thí dụ giờ nó mang súng ống qua người hen, rồi xong rồi giờ tự nhiên có nhỏ con gái kia có 4-5 đứa xúm lại quýnh hội đồng, nó có chết đâu.
Còn bây giờ thằng đó mang súng chưa chắc nó bắn. Mà nó bắn thì chưa chắc trúng mày. Mà trúng mày thì mày cũng chưa chắc chết. Có nhiều cửa lắm em. Vậy chịu chưa? Bạn, các bạn có quyền ăn ti Mỹ. Nhưng mà ví dụ như mình quá nghèo, mình ăn ti Mỹ đâm ra mình không có kiến thức. Tại vì mình không có kiến thức mình mới nói vậy. Nó nói vừa vừa phải phải thôi. Bạn, các bạn comment bạn có thấy đi xu ngược với xu thế không? Trung Quốc tốn một năm 50 tỷ đô đi học Mỹ. Việt Nam một năm tốn 1 tỷ đô đi học Mỹ. Chưa kể tiền mà gọi là vụ mà bà 70 nữa. Thì bạn nói cái câu này bạn dựa trên quan điểm gì? Vậy là quan điểm thiển cận và dốt nát của mình thôi chứ quan điểm gì? Tôi nghĩ là chỉ cần nói những điều như vậy sẽ ngăn cản được người ta đi sang Mỹ du học. Nó nói vế trước ổn mà anh, vế sau hơi cực đoan thôi. Cái vế trước á thì nó nói chuyện học sinh mà mang súng đi học được nhiêu thằng. Đúng không? Được nhiêu thằng. Rồi cái chuyện mà mang súng ra ngoài đó có hợp pháp ở cái bang đó hay không nữa. Đúng cái gì mà đúng? Đúng không? Ví dụ giờ đi du học á, đi vô bang nào? Tôi đi du học Harvard, chứ không lẽ đi qua Michigan học gì bên đó? Không lẽ đi qua Chicago học chế súng à? Nó nói không có đúng. Em thấy đúng thôi chứ em thấy nó xàm. Nó mang tính chất cà khịa mà cà khịa ngược. Ừ. Mới ra ngoài để là lãnh sự quán Mỹ rồi phỏng vấn du học rất nhiều đứa. Đâu phải cứ đi du học ở đậu đâu mấy em, rớt như thường. Ừ. Trường nó mời mày cũng rớt nữa. Nhỏ lắm mấy bạn ơi. Nên nói chuyện xưa người trong cuộc phải hiểu người trong kẹt. Giống như giờ cái chuyện của cái cô Việt Kiều kia, cô về nước không được vì đứa con không có visa. Bây giờ có kẹt ở sân bay thấy đã đủ đau rồi. Còn chưa hễ là cái kế hoạch mình đi du học ha. Tính toán này là hết rồi ha. Nhà cửa rồi chuẩn bị hết rồi ha. Xong đi xin visa rớt bà đó, không đi được. Nó đau hơn bò đá nữa trời. Nước nào chả có tệ nạn xã hội thế kêu nó ra đường tỷ lệ giao thông nó cao đó không. Đám cái đạo đó đó. Mình vui vui thôi, nhiều khi nhỏ gái này nọ kia đi uống bia rồi này nọ đẹp quá, xin số điện thoại kiếm cho. Đúng xong rồi. Kéo nguyên băng tới nó chém, trời ơi má ơi nhỏ còn sống được là hên rồi đó. Không có gì giống cái gì, còn nói gì học đường đúng không? Nghe ghê quá. Nó chặn đường nó túm bao nhiêu cú rồi. Mà chưa kể nó lụi nữa. Rồi xong rồi cái này cái đó là tội ác, không nói nha, cái này những cái khi đi ra đường cởi đồ đi tắm, không phải tắm xong thôi. Xong cái đuối nước. Cứ thấy nó sao sao quý vị. Vậy tôi không hiểu cái chuyện tắm xong đuối nước là đúng hay là sai, hay là mấy đứa nhỏ đó sai. Hay là do chỗ đó không có biển báo, không biển cấm hay là như thế nào đuối nước. Mà cái chuyện tắm xong đuối nước nó diễn ra thường xuyên nha, tức là năm nào cũng có chứ không phải là chuyện nó lâu lâu mới có đâu. Y tế Mỹ thì dân Mỹ chết Covid bao nhiêu người có số đó anh. Nhưng mà anh nói cái chuyện Covid Mỹ chết vì y tế đó là không có kiến thức. Bạn biết chết vì cái gì không? Chết vì gì? Chắc ít người biết lắm. Đơn giản thôi, chết vì sự tự do. Sự tự do. Thế thôi. Đúng không quý vị? Tại sao lại là sự tự do anh? Là bên bển á, là Covid đến. Khẩu trang mà thích mẹ em thích thôi. Cái nhất, cái thứ hai, không cách ly. Không cách ly. Thì đó là cái giá của sự tự do. Chứ không phải là cái vấn đề Covid chết là do y tế Mỹ dở. Nói câu này là cực kỳ ngu. Trong khi Mỹ á, là nước đi đầu về vaccine. Và đi đầu về thuốc trị Covid. Chịu thôi. Tức là cái xã hội Mỹ đó, chính phủ không có cái quyền cách ly người ta. Chịu. Mà cách ly nó quất liền, vậy thôi. Thì đó là cái giá của sự tự do. Trong cái gì cũng có cái vấn đề của nó quý vị. Nhiều khi mình nói ra các bạn nói mình quảng cáo nữa. Nên cái việc mà số người chết bị cao kể đó là cái nỗi đau thương của Mỹ. Theo tôi không nên lấy đó là khịa. Nếu mà lấy đó là khịa là không hiểu biết. Cái thứ hai nữa là cũng không cảm ơn bạn có vaccine, có thuốc này nọ. Ok cảm ơn bạn có nghiên cứu mấy con corona đúng không? Nghiên cứu rồi con nào bao nhiêu gai rồi con kia lây kiểu gì, Omicron, Delta, điều tiết gì đó. Ok cảm ơn, thank you so much. Rồi về đi. Tôi cũng cầu mong cho nước bạn hết Covid đi, đừng có ai bị nữa hết trơn để tôi đi bảnh chơi nè. Tùy bang nữa anh ơi, bang nào lạnh quá dính Covid thì trở nặng nhanh lắm. Mày cãi cái gì nữa, tao nói bây giờ tao nói tăng sức đề kháng cho bản thân mày cũng vô mày cự nữa. Ô cái thằng này mày cùn giả mang luôn á. Đúng mà không có hiểu biết. Thì cái nói chuyện với mày tao chán quá trời luôn á. Mày thấy có con gamer nào mà xin lỗi bạn, có con gamer nào bị mà nặng không? Chưa phải thôi. Cái sức đề kháng là cái chuyện đó là cái chuyện quan trọng nhất. Không riêng gì con Covid, cái con nào cũng vậy thôi à. Em có sức đề kháng tốt thì là cái em sẽ mạnh mẽ chống chọi với nó, vượt qua nó. Còn sức đề kháng của em kém chịu. Anh chỉ nói vậy thôi chứ đâu nói nhiệt độ lạnh, nhiệt độ nóng gì đâu mà vô mà dạy khôn hoài. Đam cho trẻ trâu nó hiểu, đam ra cho những bạn không hiểu.
để hiểu biết, để có cái nhìn tích cực về cuộc sống, về cuộc đời. Mày vô nó dạy khôn nữa chứ. Mà mày dạy khôn đúng tao mới phụt. Mày dạy khôn cái này tao thấy mày là khôn lỗi. À, Mỹ chết nhưng nhiều người cũng muốn nhập cư sang Mỹ. Thôi đâu có hay Mỹ đế. Thôi Mỹ đế dẹp bằng bên nè. Mỹ đế hoài. Bây giờ bên Trung Quốc còn thông kê mới là số người muốn rời bỏ Trung Quốc tăng đột biến. Lý do là Thượng Hải phong thành đó. Cái này là giống như là mấy cái chỗ mà làm visa giống như cái phần này nè. Đó, nó thống kê ra. Thì báo đăng luôn mà, báo gì đó, báo VNRS gì đó. Nói chung bây giờ nói cho luật bên Mỹ cho nghe rõ ràng, công bằng tất cả, không nào binh nào hết, ok chưa? Bây giờ tại cái thời điểm mà bị Covid chắc chắn không nhập viện được. Anh nói luôn mà giận chịu, nó không nhận. Tại vì bên bển nó chỉ nhận cấp cứu. Chứ không phải là giờ mày bị Covid mày sợ chết thôi vô bệnh viện, vô có cái giường nằm, không có đâu ba. Không có. Chịu chưa? Nhưng mà nó có đơn thuốc online. Nhưng nó có cái hướng dẫn, mày có làm theo hướng dẫn đó. Vậy thôi. Còn trường hợp nặng quá thì đi vô bệnh viện. Nhưng mà đi vô bệnh viện cũng chưa chắc được nằm. Đơn giản là cái giường nó trống hay không. Hiểu chưa? Đó. Còn nếu mà xui á, đã vô nằm cái giường đó rồi đó, thì cái khả năng đi thì nó hơi thấp. Nhưng mà không được nằm trong giường á, mà nó từ chối đó. Bệnh viện nó từ chối bình thường mấy em, nó hết giường, rồi từ chối. Thì cái đó là xui. Xui. Mà trong cái thời điểm đó, đó là chưa có vaccine. Đúng chưa? Mà trong cái thời điểm đó, đó là nó chưa có thuốc đặc trị nữa. Thì cái này đi theo tiếng gọi của Chúa thôi, chịu. Chứ còn nó không phân biệt mày homeless hay không homeless. Có thẻ Medicare được rồi. Mà vô trong đó lỡ cấp cứu mà không có thẻ Medicare cũng phải cấp cứu luôn. Xong rồi từ từ tiền bạc tính sau. Ok, chịu chưa? Thì nói Mỹ nó cũng tặng cho mình mấy triệu liều vaccine để cho dân mình. Nói chung thì hình như mấy chục triệu liều đó em. Vì xài điện thoại cũng ráng mua cái iPhone của Mỹ, làm việc trái lên phút của Mỹ, dịch bệnh thì khao khát vaccine Mỹ và chê Mỹ. Nếu mà nói vậy thì cũng không được. Tức là chê cái gì nó có điểm. Tức là ý của anh muốn nói là các em nên tập trung cái điểm là các em cho là đúng. Thì các em bảo vệ quan điểm của em trên điểm đó. Chứ các em đi mà ngồi so sánh mà khập khiễng, nói năng thì nó niễn tùm lum hết. Thì chỉ có đó mới là sai thôi. Chứ giờ Mỹ cũng có số điểm anh tức vậy. Muốn nghe không? Ví dụ như giờ tự nhiên có ông nội kia lên mẹ chơi phong thành ga petro dầu khí là anh thấy nóng rồi. Đúng không? Cái đó làm cho cái sức mạnh của Mỹ nó giảm. Ủa làm cho sức Mỹ nó mạnh nó giảm thì mấy anh kia nó mới gáy được. Anh xin lỗi các bạn chứ anh không phải là quốc tịch Mỹ, anh quốc tịch Mỹ anh chơi tới chỉ không luôn. Tới vậy là làm sao? Đơn giản thôi, mùa sao không bầu. Hoặc ổng giới thiệu người nào thì anh không bầu, thế thôi, đó là cái cách của anh. Nhưng mà anh đi Việt Nam anh tức giùm thôi. Anh cay giùm cho mấy bạn đó. Điểm nó hợp lý không? Nó có điểm nó hợp lý không? Các bạn nếu mà các bạn khó đó không hợp lý thì bạn đánh tôi đi, tôi nghe, bình thường. Chịu. Nó lại cho hiểu nè. Tức là tự nhiên á, mấy cái chỗ khai thác dầu khí á, dầu lửa đó ở bên Pennsylvania và Texas á, thì ra cái luật mẹ siêu khó luôn, làm cho người ta cảm thấy kinh doanh nó ngợp quá, người ta bỏ bớt. Mà khi bỏ bớt vậy cái sản lượng dầu khí của Mỹ nó không nhiều. Đó, nó làm mất đi cán cân năng lượng thế giới. Làm cho giờ phải đi van đi xin, đi gặp thằng này gặp thằng kia. Đúng chưa? Cái điểm nó được không? Đúng không? Đối với tôi cái điểm nó sai. Tại sao sai? Tại vì đơn giản cả thế giới người ta móc ôm sùm hết à. Còn mình ông nói chuyện đạo lý. Mình ông nói ồ này là ô nhiễm môi trường đồ. Tự ông chặt cái tay ông thôi. Mà nó ảnh hưởng tới chén cơm manh áo của mấy người kia nữa. Rồi chưa kể cái đường ống dẫn dầu từ bên Canada xuống như cũng bị gì đó quý vị. Chẳng khác nào nhiều khi mình nói thuyết âm mưu, ông có nhận hối lộ của mấy xe điện không? Tự do súng đạn bên Mỹ nó đã không hợp thời. Nhưng mà bây giờ nó nằm ở trong hiến pháp của Hoa Kỳ rồi, thôi chịu mẹ, giờ né mấy chỗ này nhạy cảm ra đi, súng xiết gì nữa. Tập xong rồi đi tập gym rồi xong rồi đi về nhà, xong rồi đi rước vợ con đi, con nào nổ súng phòng gym đâu. Nó nổ súng một là quán bar này, hai là tiệm tập quá đồ. Mà toàn là mấy khu nhạy cảm không à. Thì thôi giờ mua nhà ra khỏi khu đó ở đi ba. Vậy đi được chưa? Chứ giờ ông chờ nó thay đổi luật, chờ tới một râu. Thôi mình lo mình chứ. Giờ ban nó tự do súng đạn, nó có luật nói này, nói cái chỗ này phải nói cho sâu. Tức là có ban em cầm súng ra đường hợp lý nha. Nhưng mà có ban em cầm súng ra đường là không hợp lý à. Tức là em được quyền sử dụng cây súng. Nhưng mà tao ví dụ nè, cái súng mày được quyền bỏ một cốp xe thôi, mày để cái ghế phụ là mày phạm pháp. Nó tức là nó có một cái tá luật để nó quản lý súng đạn. Ok chưa? Thì giờ thôi thấy nhạy cảm quá ban mà dễ súng quá thôi đi. Đi bàn kia đi, đi bàn chủ ở. Nhưng chủ khó súng á. Thôi đi cũng né giờ ra, thường thường nó xả buổi tối không à. Mà nói cho ghê, một năm được nhiêu vụ. Nó, tức là cái tần suất nó khá là thấp. Tính ra tỷ lệ nó cũng không có nhiều đâu. Tức là cái người chết vì súng đạn thì là đông. Nhưng mà cái người chết vì bị xả súng thì nó không đông nha.
cái người chết vì súng đạn là gì, tức là hai băng ra thanh toán nhau kệ nó, hoặc là cướp kia với cảnh sát kia đỏ súng. Quán bar là chỗ nhiều nhất, cái quán bar đó, cái quán buổi tối đó. Mẹ còn giờ xui xui nằm ngủ ở nhà, container tán trong nhà, đi cả họ cũng vậy thôi. Cái gì cũng nói chung là đã là những cái tai nạn, đã mình đã sống ở trong một cái đất nước nào thì thôi tìm cách sống thôi chứ không biết nói gì giờ hết. Đó. Nhưng mà ít ra chắc bên Mỹ dân trí nó cũng đã đỡ. Nó có quốc thằng nào chắc cũng ngoại trừ súng đạn vô tình ra thôi, còn nó quốc nào chắc đúng người đúng tội hay là ân oán tình thù cái gì chứ thấy đẹp quá Singapore không cho quốc luôn. Mà dù quốc lỡ tay nó bắn một cái thì đó là cái có thể là trong giây phút đó đó nó suy nghĩ sao thôi. Còn đằng này mẹ được người ta từ toilet được ra ngoài được tới được lui được xuôi được ngược được vòng nửa tiếng không ta. Thì cái này nó nói cái gì vậy? Giống như Texas, ông Trump từ đầu đã nói năng lượng sạch gió mặt trời không ổn định đáp ứng nhu nổi dính vụ phát Texas trên Mỹ mới thức tỉnh, ví dụ cúp điện hả. Thổ Nhĩ Kỳ đang có quân đội bên Iraq thì phải, hình như vậy đó các bạn. Vậy mà giờ dân Nga bị quy chụp tất cả. Ủa dân Nga bị gì? Đi mua từng bộ phận ráp lại thành súng để lách luật kiểm soát súng. Thôi đừng nói chuyện luật với Mỹ mày ơi. Mà vậy luật đó. Mỹ luật sư nó chưa rành nữa. Nó nhiều luật lắm, chặt lắm. Nó anh thôi đừng chơi ngu. Tự nhiên gì cái súng quan trọng đó với mấy ông hả? Chơi nào đúng luật thôi, chơi cái tự vệ thôi ba. Đúng luật thì chơi thôi, chơi chi cực vậy. Cây súng dài đi bắn súng mới đã. Bắn gì? Thì đi mua súng săn đi. Tự nhiên đi bắn súng bắn gì không nội. Thằng này đi lính về ngứa nè. Thiệt. Thằng này nó đi lính về nó ngứa mấy bạn. Tự nhiên cầm súng bắn mới chịu.